Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi nhận định của cựu đại sứ Bùi Diễm về ngoại giao và an ninh Hoa Kỳ sau khi ông John Bolton từ nhiệm, đặc biệt về vấn đề Biển Đông. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị, và để trở lại với lại phần 2 của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp xúc với lại cựu đại sứ Bùi Diễm để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề Biển Đông, về vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và vấn đề an ninh trên toàn cầu, trên thế giới, đặc biệt vấn đề đối phó với Trung Cộng. Kính thưa ông, khi mà chúng ta thấy cái vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ nó có những cái thay đổi, có những cái xáo trộn như vậy đó, thì liệu cái vấn đề Biển Đông nó vẫn còn có những cái tiếp tục, có những cái chính sách của Hoa Kỳ ở tại cái vùng biển mà chúng ta rất là quan tâm? Thì như chúng ta đã thấy rõ, ở trong nội bộ của chính quyền Trump có nhiều chuyện có thể nói rằng thì là xáo trộn, hoặc là để mà đưa tới cái tình trạng là ông Bolton phải ra đi. Ở trong cái chính quyền của ông Trump thì qua cái việc ra đi của ông Bolton, chúng ta đã thấy rõ những cái tiến triển trong việc thi hành chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ từ trước tới nay. Thì chúng ta thấy rằng thì là Hoa Kỳ đã có nhiều những quyết định về đường lối ngoại giao ở trên thế giới. Nhưng mà nay anh hỏi cái câu hỏi là về riêng về vấn đề Biển Đông. Thì thực sự ra thì cái vấn đề Biển Đông phải được nhìn lại không phải chỉ riêng về vấn đề chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ ở Biển Đông, mà qua cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng. Giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có những nhiều vấn đề hết sức đặc biệt mà cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nghĩa là trên cái, có thể nói rằng thì là trên cái khung cảnh của một tình trạng đặc biệt của dư luận Hoa Kỳ, của chính giới Hoa Kỳ mà chống đối với Trung Cộng từ trước cho đến nay qua nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có vấn đề Biển Đông và những vấn đề có thể nói rằng thì là chúng ta trông thấy rõ, như là vấn đề có thể nói rằng thì là chiến tranh trong cái lĩnh vực mà mậu dịch mà chúng ta đã thấy diễn ra trong khoảng gần một năm qua. Thì trong cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng thì những cái vấn đề đó chỉ là những cái vấn đề chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, và vấn đề Biển Đông chỉ là hai trong những vấn đề lớn của Hoa Kỳ trong cái sự liên hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng. Tôi không muốn đề cập tới gọi là cái vấn đề lớn giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, bởi vì cái vấn đề đó là một cái vấn đề nó là làm cho các giới chính trị trên thế giới mà nghĩa là vừa để ý mà vừa lo âu, là bởi vì cái sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng nó sẽ còn tiếp diễn dài dài trong những cái năm tháng sắp tới, bởi vì hai cái cường quốc đó có cái sự mà nghĩa là vừa cạnh tranh vừa như đối đầu, mà trong đó cái vấn đề Biển Đông chỉ là một vấn đề trong số rất nhiều vấn đề khác giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nhưng mà riêng về vấn đề Biển Đông thì cái thái độ của Hoa Kỳ là một cái độ hết sức mà nghĩa là người ta cần phải hiểu rõ cái chính sách đó, bởi vì thì là cái chính sách đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến hòa bình ở cái toàn vùng Á Châu, mà Biển Đông là một trong những cái điểm mà có thể người ta để ý đến trước hết trong cái vấn đề cục bộ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thế nếu nói đến vấn đề mà chỉ nói đến cái vấn đề Trung Đông, vấn đề Biển Đông không thôi, mà để tạm để sang bên cạnh những vấn đề khác
giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ như là vấn đề chiến tranh thương mại chẳng hạn, thì chúng ta thấy vấn đề Biển Đông cũng chỉ là một trong những cái vấn đề mà Hoa Kỳ phải đối phó với Trung Cộng trong cái tình trạng chung ở miền Đông Nam Á. Thì cho đến nay người ta thấy rằng thì là Hoa Kỳ có một cái thái độ hết sức rõ rệt về cái gọi là những cái chủ trương của Hoa Kỳ. Một là Hoa Kỳ không có muốn dính dáng tới những cái vụ tranh chấp giữa nước này hay nước khác ở cái vùng mà gọi là vùng Biển Đông, giữa Trung Cộng và Phi Luật Tân, giữa Trung Cộng và Việt Nam, giữa Trung Cộng và những nước khác ở trong vùng gọi là vùng Biển Đông. Nhưng mà Hoa Kỳ muốn rằng thì là hoàn toàn giữ đúng cái nguyên tắc là cái sự tự do đi lại về, có thể nói rằng thì là hàng hải giữa các nước ở trong vùng Biển Đông như vậy. Thành thử ra là qua cái chính sách với hai điều rõ rệt như vậy. Điều thứ nhất tức là nghĩa là không có dính dáng đến những cái vụ tranh chấp. Và điều thứ hai là nghĩa là tôn trọng tất cả cái sự tự do hàng hải trong vùng Biển Đông. Thì cái vấn đề thứ hai đưa đến cái tình trạng là một đôi khi Hoa Kỳ muốn chứng tỏ cái sự mà gọi là cái sự quan trọng của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông. Mỹ có cho như một đôi khi những chiến hạm của Mỹ đi sâu vào những cái vùng 12 hải lý của những cái đảo mà Trung Cộng hiện nay kiểm soát. Thì người ta thấy rằng thì là cái thái độ đó cũng là một cái thái độ khá cứng rắn, bởi vì Hoa Kỳ không ngần ngại mà đưa những cái chiến hạm đó, bởi vì có thể đưa những chiến hạm đó vào những cái vùng đó có thể gây ra những cái vụ xung đột, đưa đến chiến tranh lớn. Thành thử ra cái việc mà quyết định đưa những cái chiến hạm đó vào những cái vùng sâu trong 12 hải lý của những cái đảo của Trung Cộng ấy, là một cái quyết định có thể nói khá rõ rệt của Hoa Kỳ để chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không để cho Trung Cộng có thể mà làm chủ ở cái miền Biển Đông được. Yeah. Nhưng mà như vậy thì trong tương lai nếu mà Trung Cộng có phản ứng thì Hoa Kỳ sẽ đối phó như thế nào? Thì hiện nay chưa thấy có một cái triệu chứng nào biết rõ là Hoa Kỳ sẽ đối phó ra làm sao. Và người ta chả biết, chỉ biết rằng thì là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có một cái tình trạng tranh chấp mà hiện nay cái dư luận của Hoa Kỳ qua cái dư luận của báo chí, của giới truyền thông cũng như dư luận của các thứ chính trị thì cái dư luận đó rất là có thể nói rõ rệt chống đối với Trung Cộng. Và chống đối với Trung Cộng thì tại Biển Đông cũng chống đối với Trung Cộng và cũng khá cương quyết, nhưng mà chưa đi đến cái độ mà có thể nói rằng thế là gây ra cái chiến tranh lớn. Nếu mà hiện nay Trung Cộng cứ giữ nguyên cái thái độ của mình, không tiến tới trong cái việc mà nghĩa là kiểm soát toàn bộ những cái hoạt động của những nước khác trong vùng Biển Đông. Yeah, xin được cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vì lý do thời lượng nên cuộc tiếp xúc của chúng tôi cũng xin được tạm ngưng ở đây. Và chúng tôi xin được cảm ơn ông đại sứ rất là nhiều đã dành thời gian để mà có những cái phân tích rất là có giá trị. Và xin cảm ơn ông. Tôi thành thực cảm ơn tất cả những các gọi là những khán thính giả của đài SPTN mà qua cái chương trình gọi là chương trình Bản tin Hòa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.